10 luật cấm kỳ lạ và bá đạo nhất khi đến đất nước Hàn Quốc. Annyeonghaseyo, xin chào các bạn đã quay trở lại với Kinh Loop TV. Ở đây có bạn nào là fan của thần tượng K-pop nào đó bên Hàn Quốc hay không? Đừng quên comment idol mà các bạn yêu thích nhất xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Và các bạn thân mến, đất nước nào thì cũng sở hữu những nét văn hóa mang đậm bản sắc riêng, trong đó không thể không kể đến những điều kiêng kỵ và mê tín hay những luật cấm vô cùng bá đạo ở Hàn Quốc. Ví dụ như là kiêng số 4, kiêng cắt móng tay móng chân trước khi đi ngủ, hay là kiêng không cho người yêu ăn cánh gà vân vân, và còn rất nhiều những điều thú vị và vô cùng độc đáo. Đó cũng là một nét văn hóa đặc trưng thể hiện tư duy và cái nhìn trong đời sống của người dân nước này. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng khám phá ngay 10 luật cấm bá đạo nhất khi đến nước Hàn Quốc. Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay và đừng quên bình chọn cho luật cấm bạn cảm thấy bá đạo và ấn tượng nhất nhé. Không để các bạn phải chờ đợi lâu thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video ngày hôm nay. Đầu tiên là một số luật cấm khi đang ăn. Các bạn ạ, người Việt Nam khi ăn thì thường nâng bát của mình lên, nhưng người Hàn thì họ không làm thế. Họ giữ yên bát trên bàn và dùng đũa hoặc thìa để xúc. Họ cho rằng hành động nâng bát lên giống như đang ăn xin. Khi ăn canh, người Hàn cũng không có thói quen nâng bát kề lên miệng để uống như người Việt Nam. Người Hàn đặc biệt không thích việc phát ra âm thanh khi đang nhai cơm và nói chuyện khi mà thức ăn còn đang trong mồm, vì điều đó được cho là rất khiếm nhã, gây khó chịu cho người khác trong bữa ăn. Một trong những điều cấm kỵ nhất khi sử dụng đũa là cắm đũa vào giữa bát cơm, vì đây là hành động giống như là cúng bái người đã khuất. Khi để muỗng trên bàn thì không được lật úp mà phải luôn luôn để ngửa. Ngoài ra, việc dùng đũa hay muỗng cũng nên tránh để va chạm vào bát gây ra tiếng động. Bên cạnh đó, cũng cần phải chú ý tốc độ ăn của bản thân cho phù hợp, vì hành động ăn nhanh rồi xong sớm và rời khỏi bàn ăn trước người lớn tuổi được cho là rất thiếu lễ độ đấy. Đấy, các bạn nhớ tránh không mắc phải những sai sót khi ăn uống cùng với người Hàn Quốc nhé. Ngay sau đây là điều mà các bạn nhất định phải biết. Thứ hai, cấm tặng một số món quà. Các bạn ạ, ở người Việt Nam thì chuyện quà cáp không mấy câu nệ và dường như không mấy ai để ý. Nhưng với người Hàn Quốc thì đây là điều cực kỳ quan trọng và được chú ý. Và họ cũng có những món quà kiêng kỵ mà chúng ta không nên tặng để tránh gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Đầu tiên là không nên chọn những vật sắc nhọn như là dao hay kéo để làm quà tặng. Bởi vì khi nhận được món quà này, người Hàn nghĩ rằng bạn muốn cắt đứt quan hệ với họ. Người Hàn cũng cho rằng những vật sắc nhọn hay dao kéo sẽ tượng trưng cho quỷ dữ và sự nham hiểm. Món quà cấm kỵ tiếp theo là khăn tay. Bởi vì trong văn hóa của người Hàn Quốc, khăn tay thì thường để dùng lau mồ hôi và nước mắt, thế nên nó biểu tượng cho sự vất vả và đau buồn. Và đặc biệt là đối với những cặp đôi yêu nhau thì họ cực kỳ hạn chế việc tặng giày. Đôi giày giống như là phương tiện để cả hai thoát thân thật nhanh khỏi mối quan hệ này đấy. Và tiếp theo là một điều mà các cặp đôi yêu nhau nhất định phải nhớ. Thứ ba, cấm cho bạn trai ăn cánh gà. Có bạn nào là fan của món cánh gà chiên giòn hay không? Ui dồi ôi, ngày xưa đi học mình rất hay rủ người yêu cũ đi ăn gà rán, nhất là món cánh gà luôn. Thảm nào chia tay và nó đi theo được khắc thật. Cơ mà nói vui với các bạn thế thôi, mình cũng chả tin vào chuyện này cho lắm. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì các cô gái đều rất kiêng kỵ việc này đấy. Các bạn ạ, nếu như bạn yêu một cô nàng xứ sở kim chi và khi đi ăn cùng nhau, cô ấy nhất quyết không cho bạn ăn cánh gà thì điều đó có nghĩa là cô ấy rất sợ mất bạn. Nhiều người tin rằng việc cho bạn trai hay là chồng ăn cánh gà rán thì anh ấy sẽ bay đi mất, vì bụng anh ta lúc bấy giờ là có rất nhiều cánh gà ở trong đó. Tiếc nhở, ngon thế mà không cho ăn. Và ngay bây giờ là một điều cấm kỵ đối với các sĩ tử trong mùa thi. Thứ tư, cấm ăn những món trơn nhớt vào ngày thi. Các bạn ạ, vào ngày thi thì các bạn thường kiêng những món ăn gì? Chả biết như thế nào nhưng mà ngày xưa đi học thì mình phải kiêng ăn rất là nhiều món, như là trứng để tránh không bị điểm không này, tránh ăn chuối vì sợ trượt, rồi tránh ăn cả lạc vì sợ lạc đề. Và các bạn biết không, tư tưởng này cứ ngỡ như chỉ là quan niệm vui của học sinh chúng ta. Nhưng không, ở Hàn Quốc thì đây không phải là một chuyện đùa và là một điều hết sức nghiêm túc. Các bạn ạ, Hàn Quốc là một đất nước cực kỳ coi trọng việc thi đại học. Để đạt được thành tích tốt thì các sĩ tử luôn phải tập trung cao độ, dồn hết tâm sức để ôn luyện. Bên cạnh đó, họ cũng làm theo những quy tắc kiêng kỵ với mong muốn có thể suôn sẻ vượt qua kỳ thi. Đó là phải kiêng ăn những món trơn nhớt, bóng nhẫy, mềm nát như là rong biển, mì tương đen hay như là cháo. Và ngay cả cái chuyện gội đầu trước kỳ thi cũng kiêng nốt. Vì làm thế là uổng mất bao nhiêu công học hành, vì kiến thức sẽ trôi đi sạch sẽ luôn. Thật là thú vị phải không các bạn? Ai mà có ý định sang Hàn Quốc thì nhớ kỹ mấy cái này đấy nhá. Và ngay bây giờ là một điều cấm kỵ cũng khá quan trọng đấy. Thứ năm, cấm cắt móng tay trước khi đi ngủ. Có bạn nào đây giống mình, nửa đêm đi ngủ, nhìn cái bộ móng thấy ghê ghê nên là phải tìm ngay cái bấm để cắt ngay vào luôn, mặc kệ thời gian hay không. Thế nhưng ở Hàn Quốc, đây là một điều cấm kỵ bạn đừng có mà làm. Người Hàn Quốc cho rằng khi bạn cắt móng tay trước khi đi ngủ, chuột sẽ ăn mẩu móng tay đã cắt và chúng sẽ biến thành người giống như bạn, hoặc sẽ chiếm lấy linh hồn của bạn đấy.
Sự mê tín này tựa như một câu chuyện ma kinh dị, nhưng có rất nhiều người đã tin tưởng và kiêng kỵ điều này. Ghê quá đi mất thôi, nhưng mà chắc là từ nay mình cũng chả dám cắt móng tay vào buổi tối nữa đâu. Tiếp theo là một luật cấm cũng bất ngờ không kém. Thứ 6, cấm rung đùi. Có bạn nào ở đây có thói quen rung đùi hay không? Comment điểm danh ngay nha. Các bạn ạ, ở nhà thì các bạn có thể thoải mái vô tư rung đùi, nhưng mà đừng bao giờ làm vậy nếu sang Hàn Quốc. Được biết, việc rung đùi và chân là điều cực kỳ tránh ở Hàn Quốc. Trẻ em từ nhỏ được dạy bảo không bao giờ được rung đùi và chân trong bất kỳ trường hợp nào. Người dân xứ Kim Chi cho rằng hành động này khiến cho trẻ em rũ bỏ tất cả sự may mắn của chúng và cũng như bao nhiêu tài lộc sẽ rơi đi mất tiêu đấy nha. Và tiếp theo là một điều luật mà mình cực kỳ ủng hộ luôn. Thứ 7, cấm ngoại tình. Thật sự mà nói thì theo như luật hôn nhân và gia đình ở nước ta, việc ngoại tình là phạm pháp, nhưng có lẽ chưa được quán triệt và làm chặt chẽ như ở Hàn Quốc. Ở đất nước này, những người có gia đình nếu như bị phát hiện tư thông với người khác bên ngoài, hoặc một người có quan hệ tình cảm với người đã có chồng hoặc vợ bị lật tẩy sẽ phải đối mặt với nguy cơ bóc lịch 2 năm. Điều luật này được ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi phụ nữ và duy trì tiêu chuẩn đạo đức của người Hàn Quốc. Khoảng 53.000 người đã bị truy tố trước pháp luật kể từ những năm 1985 vì dám nhờn với luật. Tuy nhiên, bởi tình yêu là không thể ngăn cấm và cuối cùng thì luật này cũng đã bị bãi bỏ. Nhưng mà thật sự mình thấy không nên bác bỏ mà còn phải phạt nặng hơn cho mấy cái thể loại Tuesday để lũ này không có cửa mà lộng hành được ấy chứ. Và các bạn có đồng ý với admin thì đừng quên comment bỏ tù Tuesday ngay xuống phần bình luận phía bên dưới nha. Tiếp theo là một cái luật đã từng tồn tại nhưng mà cũng khá là vô lý. Thứ 8, người cùng họ thì không được phép lấy nhau. Các bạn biết không, như mình thấy ở Ai Cập thì các vua chúa toàn là lấy nhau trong cùng anh em họ hàng để mà giữ gìn của cải hay là bảo tồn quyền lực quốc gia. Thế nhưng sau này, việc lấy nhau và quan hệ cùng huyết thống đã từng bị khoa học phản bác vì hậu quả của việc này là gây ra vấn đề sinh con sẽ có nguy cơ bị dị tật hoặc rất yếu ớt. Có lẽ vì điều đó mà người Hàn Quốc đã đưa ra đạo luật 809 cấm luôn cả những người mang cùng họ không được lấy nhau dù họ chả phải là anh em, họ hàng hay máu mủ gì. Luật lệ này tồn tại từ thời Joseon và bắt nguồn từ đạo Khổng với mục đích bảo toàn sự trong trắng giữa mối quan hệ họ hàng vì họ sợ rằng người cùng họ sẽ có mối quan hệ máu mủ không biết được trước. Vì vậy, tốt nhất là không nên cưới nhau để đảm bảo sự trong sạch tuyệt đối. Ô, thế mà chả hiểu sao cái cặp đôi Song Joong Ki với lại Song Hye Kyo vẫn thuận lợi tuyên bố đám cưới nhở? À, thì ra là đến năm 2005 thì cái điều 809 này đã được dỡ bỏ hoàn toàn để các cặp đôi có cùng họ có thể kết hôn một cách hợp pháp, miễn là họ không cùng huyết thống. Mà mình thấy là có hơn một nửa dân số Hàn Quốc có họ trùng với nhau, thế này thì tỷ lệ trùng kiểu gì chả dính. Cũng may là nó được bãi bỏ rồi, chứ nếu không mà chót yêu ai sâu đậm quá lại phải chia tay chỉ vì giống mỗi cái họ thì có phải chuối không? Còn các bạn thì sao? Có bạn nào ở đây có bố và mẹ cùng họ với nhau hay không? Comment ngay họ mà các bạn đang mang xuống phần bình luận phía bên dưới nha. Ngay sau đây là một điều cũng khá là vô lý ở Hàn Quốc này. Thứ 9, cấm con số 4. Các bạn thân mến, nguyên nhân người Hàn xa lánh con số 4 bắt nguồn từ quan niệm xưa. Trong tiếng Hàn, con số 4 có phát âm gần giống như từ chết, sẽ mang rất nhiều những điều xui xẻo. Người Hàn Quốc thậm chí còn tẩy chay cả bộ số của 4 với những số kết hợp như là 14 này, 44 hay là 444, vân vân. Họ cho rằng sự kết hợp này còn xui xẻo hơn cả con số 4 đơn lẻ. Các nhà khoa học cho rằng đó là hội chứng sợ số 4, có tên khoa học là tetraphobia. Biểu hiện của hội chứng này là tránh sử dụng, tiếp xúc với số 4 và các bộ số liên quan tới con số 4, khá là phổ biến ở nhiều các quốc gia Đông Á như là Trung Quốc, Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Để tránh con số này, người Hàn thường sử dụng nhiều cách khác nhau, như là trong thang máy thì người ta thay số 4 bằng 3A hay là 3F, hoặc bằng chữ F thì là viết tắt của từ for, trong tiếng Anh có nghĩa là 4. Còn ở các tòa nhà công cộng, phòng tang lễ hay bệnh viện v.v. thì tầng số 4 và phòng 4 thường được bỏ qua. Ngoài số 4, người Hàn còn kiêng kỵ cả số 13. Họ vẫn thường không tụ tập ăn uống 13 người vì cho rằng con số này gắn liền với quỷ dữ hoặc những điều không may mắn. Cuối cùng là một điều cấm có phần khá vô lý đây. Thứ 10, cấm viết tên bằng mực đỏ. Ở Việt Nam chúng ta thì có rất là nhiều các bạn khán giả comment là viết tên nhau bằng mực đỏ thì mới là quý mến nhau để bày tỏ tình cảm cho nhau. Thế nhưng mà giống như quan niệm của người Trung Quốc thì người Hàn Quốc họ cũng không bao giờ viết tên nhau bằng mực đỏ đâu nha. Theo quan niệm của họ thì đây là điều không hay và đem lại những điểm xấu. Người Hàn Quốc cho rằng chỉ những người đã chết mới viết tên bằng mực đỏ. Vì vậy, đây là điều tối kỵ khi bạn dùng mực đỏ đến xứ sở Kim Chi. Chà, lại nhớ đến cái phim Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài bên Trung Quốc rồi đấy. Nhớ cái cảnh Trúc Anh Đài cắn tay cho bật máu rồi viết tên lên bia mộ của Lương Sơn Bá để cặp đôi này mãi mãi bên nhau.
Có lẽ nào mà quan niệm này lại ảnh hưởng đến nhiều tư tưởng của các nước không nhở? Các bạn thấy sao về điều cấm kỵ này? Đừng quên bày tỏ quan điểm cùng chia sẻ với Kinh Lúc nha. Và các bạn ạ, ngoài những đạo luật cấm kỵ bá đạo ở trên, ở Hàn Quốc họ cũng kiêng khá nhiều điều thú vị không kém, như là kiêng để quạt mở trong phòng kín khi mà bạn đang ngủ vì sẽ khiến cho bạn chết. Hay như cái chuyện huýt sáo đêm khuya vì điều này sẽ thu hút những oan hồn hay những con ma đang đi chơi khuya. Nếu ai mà nghe thấy bạn huýt sáo thì họ sẽ bịt mồm bạn ngay đấy nha. Và các bạn còn biết thêm những điều luật cấm bá đạo nào nữa hay không? Đừng quên comment chia sẻ ngay xuống phần bình luận các bạn nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá về 10 luật cấm kỳ lạ và bá đạo nhất khi đến đất nước Hàn Quốc. Bạn ấn tượng với luật cấm nào nhất? Đừng quên comment bày tỏ suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Và nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.